tích chân quang thường chống gậy, ẩn ý che giấu sau dáng vẻ không dấu hiệu già yếu. Xem các hình ảnh trên mạng, ta thường hay thấy thầy Thích Chân Quang chống gậy, dù mới hơn 60 tuổi và nom vẫn rất khỏe mạnh, chưa hề có dấu hiệu của già yếu. Chắc nhiều bạn cũng có cùng thắc mắc như tôi là tại sao thầy Quang lại thích chống gậy đến thế. Tôi tra từ điển biểu tượng văn hóa thế giới để tìm hiểu về ý nghĩa của biểu tượng này và thấy rằng, một cách khái quát, gậy xuất hiện trong thế giới biểu tượng dưới nhiều dáng vẻ, nhưng chủ yếu như một vũ khí, và trước hết như một vũ khí ma thuật, như là vật chống theo bước đi của người chăn cừu và của người hành hương, và như một trục của thế giới. Trang 349. Dưới đây là trích một số biểu hiện về nghĩa trong các nền văn hóa khác nhau của cây gậy, nhưng có phần liên hệ hoặc gần gũi với văn hóa Việt Nam cũng như hình ảnh thầy Quang. Gậy là vật chống để bước đi, nhưng nó cũng là dấu chỉ của quyền uy. Cái khắc kara của nhà sư là gậy chống đi, là vũ khí tự vệ ôn hòa, dấu hiệu của một cá tính rõ nét. Nó trở thành biểu tượng của trạng thái tu hành và vũ khí trừ tà. Nó xua đuổi những ảnh hưởng độc hại, giải thoát những âm hồn khỏi địa ngục, thuần hóa những con rồng và làm khơi chảy nguồn nước. Trong tôn ti trật tự của các hội kín luôn luôn có những gậy đỏ ra hình. Những tiến ông đạo giáo thường được biểu hình tay cầm gậy đỏ. Khi đắc đạo, cái gậy ấy có thể đưa người ấy lên trời. Là trụ đỡ, vật phòng vệ, vật hướng đạo, gậy trở thành quyền trượng, biểu tượng của vương quyền, của quyền lực và quyền chỉ huy. Trong trật tự tinh thần và tôn giáo, cũng như trong tôn ti trật tự xã hội, cái gậy thống chế là biểu hiện của quyền chỉ huy tối cao. Cũng thế, cái gậy là chỉ hiệu quyền lực hợp pháp được trao cho thủ lĩnh được bầu của hội đoàn. Sư phụ Thích Chân Quang, trong một quan sát rộng hơn, khi ta thấy xe sang, bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, đến việc tự đắp tượng mình cho Phật tử và khách thập phương lễ bái, việc tự đặt mua khánh vàng, quốc trung hiền sĩ và tổ chức cả một buổi lễ cho người khác trao cho chính mình, việc tự phong nhân tài đất Việt, và gần đây nhất là sự kiện lấy bằng tiến sĩ một cách thần tốc và chưa giáo mực ở Đại học Luật Hà Nội, đã lại đăng ký làm thêm ngay một bằng nữa ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thì đặt cây gậy vào bức tranh chung này sẽ cho thấy một sự khao khát danh tiếng đến cháy bỏng và lòng muốn thể hiện quyền uy đến tột bậc. Trong tất cả các nỗ lực tự xây dựng hình tượng rất tốn kém và công phu kia, thì riêng cây gậy lại có vẻ là thứ nhẹ nhàng nhất, ít tiền nhất và khiêm tốn nhất. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở trên, với ý nghĩa biểu tượng của mình, cây gậy trong tay sư phụ Thích Chân Quang lại dường như mới chính là nơi thể hiện mạnh mẽ nhất, sâu sắc nhất và cồn cào nhất cái khát vọng trở thành đấng bậc, không chỉ đối với tín đồ mà còn đối với cả thế giới khác. Một người còn trẻ khỏe, đỏ da, thắm thịt, răng chắc, đã sáng tạo ra một môn phái võ thuật và hiện đang dạy cho nhiều nghìn võ sinh môn võ của mình, nhưng lại bước xuống từ một chiếc xe sang trọng với cây gậy trống trên tay. Hình ảnh ấy không những đẹp một cách kỳ quái mà còn có phần gây nên sự hài hước rất cảm động. Nó bỗng làm tôi nhớ đến hình ảnh cụ Cố Hồng trong tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, khi cụ Cố Tổ vừa mới chết và cả nhà đang nô nức chuẩn bị đám tang. Cụ Cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mếu để cho thiên hạ phải chịu chỉ trỏ. Úi kìa, con dai nhớn đã già đến thế kia. Cụ chắc cả mười rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma to như thế, một cái gậy như thế. Lưu ý, lúc ấy cụ Cố Hồng cũng mới ngoài 60 tuổi. Lúc này cái gậy lại trở thành một biểu tượng khác, rất đậm đà bản sắc dân tộc, chứng tỏ rằng mình đã rất già và có phúc lớn. Trong tâm lý và văn hóa Việt Nam, già là một loại quyền uy, sống lâu lên lão làng. Dù sống chưa lâu, mới hơn 60, nhưng làm ra một dáng dấp già cả là một cách khác để thể hiện đã sống lâu. Có một từ trong tiếng Việt và tiếng Trung Quốc vừa chỉ cái già này, vừa chỉ vị thế và quyền uy, lãnh tụ tinh thần, đó là từ trưởng lão. Có lẽ sư phụ Thích Chân Quang đã thấy, hoặc muốn thấy một cách cháy bỏng, thiêu đốt, rằng mình là một trưởng lão như thế, người chỉ huy toàn bộ giáo phái với quyền lực mềm.
là cây gậy khiêm tốn nhưng đầy tính biểu tượng và ma thuật kia. Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, là một thượng tọa Phật giáo ở nước ta. Ông hiện là chủ trì chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông còn là cử nhân, tiến sĩ luật. Theo giới thiệu trên trang Facebook, đệ tử Thiền Tôn Phật Quang với 123.000 lượt thích, 129.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ bài thuyết giảng của thượng tọa cho hay. Thượng tọa Thích Chân Quang là một nhà tu hành Phật giáo nhưng có tầm nhìn về đạo học, xã hội học, y học, lịch sử, địa lý, môi trường và âm nhạc thật sâu sắc. Qua các hoạt động hoàng pháp, sáng tác và tự hiện xã hội, chúng ta cảm nhận được Thượng tọa Thích Chân Quang là nhà sư thật sự đa tài trong thời hội nhập. Không phải ngẫu nhiên trang Facebook này đưa ra nhận định như vậy, bởi trong các bài thuyết giảng về nhân quả, Thượng tọa thường đưa ra nhiều ví dụ về các vấn đề xã hội, y học để thêm sinh động, tạo sức thuyết phục với người nghe. Chẳng thế mà trong một bài giảng có tên Nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn, Thượng tọa đã nói về nguồn gốc của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và cách chữa căn bệnh này. Trước khi nói về nội dung thuyết giảng, theo tìm hiểu của phóng viên, virus gây ra suy giảm miễn dịch ở người HIV là một loại retrovirus. Retrovirus được bao bọc bởi các vRNA, được xác định bởi cơ chế sao chép của chúng thông qua sao chép ngược để tạo ra bản sao DNA tích hợp trong bộ gen của tế bào chủ. Có hai loại HIV là HIV1 và HIV2. Loại HIV1 gây ra hầu hết các trường hợp nhiễm HIV trên toàn thế giới, nhưng HIV2 gây ra một tỷ lệ đáng kể các ca nhiễm ở một phần của Tây Phi. Ở một số khu vực ở Tây Phi, cả hai loại virus đều phổ biến và có thể đồng nhiễm bệnh. HIV2 dường như ít nguy hại hơn HIV1. HIV1 bắt nguồn từ Trung Phi vào nửa đầu thế kỷ 20, khi một con tinh tinh có liên quan đến virus đầu tiên đã lây nhiễm cho con người. Dịch bệnh lây lan toàn cầu bắt đầu vào cuối những năm 1970 và AIDS đã được công nhận vào năm 1981. Tại sao có bệnh AIDS? Trước đó không thấy, bỗng nhiên đâu xuất hiện, cũng không ai chết. Đây là cái kho dịch bệnh nó mở ra. Vì sao? Vì tội lỗi con người. Tội lỗi gì mà gây ra bệnh AIDS? Tội lỗi của bệnh tà dâm của con người. Khi con người trên trái đất này tà dâm nhiều quá, thì trên cõi trời, ông mở cái kho AIDS cho nó xuống. Còn để mấy kho ở trên nữa chưa hết. Nếu mà tà dâm nữa, ông ấy thêm vài kho nữa, xuống là tiêu sạch hết loài người. Thượng tọa Thích Chân Quang nói về nguồn gốc của căn bệnh thế kỷ HIV trong video thuyết giảng Nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn tại chùa Thường Quang, Lâm Đồng năm 2013. Chưa hết, theo thượng tọa, trên cõi trời còn nhiều kho virus hấp dẫn hơn AIDS. Nếu con người mà gây tội lỗi, ông trời thả xuống vài kho mới nữa còn hấp dẫn hơn, chết như rạ, không kịp trở tay. AIDS có thể chết trong 5 đến 10 năm, còn những kho khác chỉ chết 2 đến 3 ngày chưa kịp tìm thuốc chữa, đến nhà thương, thầy nói về kho dịch bệnh. Theo tìm hiểu của phóng viên, cho đến nay trên thế giới có khoảng hơn 40 loại thuốc kháng HIV được sử dụng để điều trị HIV. Các loại thuốc này được các nhà khoa học nghiên cứu sau hàng thập kỷ mới được ứng dụng, sử dụng trên con người. Tuy nhiên chẳng cần lâu đến thế. Thượng tọa Thích Chân Quang cho rằng AIDS là virus trừng phạt tội lỗi của con người, nên nếu con người biết sám hối tội lỗi, con virus nó mất tác dụng. Để minh chứng cho điều này, thượng tọa lấy ví dụ. Có một bà bác sĩ đi về châu Phi sống, chữa bệnh cho những người bệnh nhân HIV, rồi bà ấy bị nhiễm luôn. Bà ấy nhiễm rồi thì không có thuốc chữa, nhưng tới giờ bà ấy vẫn chưa chết. Con virus nó không tác dụng gì lên con người bà ấy hết. Bà ấy vẫn sống khỏe mạnh như thường. Là vì sao? Vì bà ấy không phạm tội tà dâm của con người. Và bà ấy là người sống tốt, nên con virus nó nhiễm vô người cũng chả sao nữa. Con virus không hoành hành. Nếu ví dụ ở châu Phi xa xôi chưa đủ thuyết phục, Thượng tọa Thích Chân Quang lấy thêm một ví dụ ở Việt Nam, mà cụ thể là ở Thái Bình. Một trường hợp ở Thái Bình, anh chàng ấy đi trích choác nhiều, bị nhiễm HIV, về quyết làm lại cuộc đời, có vợ, có con, mà vợ con thì không bị nhiễm.
anh chàng đó chuộc lỗi bằng cách làm việc phước cho đời. Có con đập, mỗi lần sóng lớn nó cứ phá vô làng, cuốn ngôi làng đi, anh này cứ một mình cầm cái cuốc, anh ấy đào đất lấp con đập ấy lại, nắn dòng chảy để cho khi mùa lũ lên đừng thổi vào trong làng của anh ấy, mà đi qua đường khác để cứu lấy làng. Ai thấy anh làm cũng cười, nhưng anh ấy cứ làm. Trong quá trình đào đất thì có sỏi đá, anh lấy đá đem bán, lấy tiền nuôi vợ con, vừa sửa được dòng nước. Qua năm sau, lũ về không chảy vào làng nữa. Mọi người trong làng mới thấy một cái thằng si đa, tội phạm chích choác, hư hỏng, ngày hôm nay trở thành anh hùng của làng. Sống khỏe mạnh, không chết, dân làng thương, vợ không nhiễm HIV, con đẻ ra không nhiễm HIV. Rõ ràng, HIV nó biết lựa người, HIV là con virus rất khôn, Thượng Tọa nói. Quả thật, khi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ mà thay vì uống thuốc đặc trị, phải điều trị tại những cơ sở y tế với đầy đủ trang thiết bị, mà chỉ cần làm thật nhiều việc thiện, không tà dâm là có thể sống khỏe, thì đây thật sự là liệu pháp cứu cánh cho những người mắc phải căn bệnh này. Còn đối với ai chưa thực sự tin, Thượng Tọa cũng chỉ ra cho một cách khác là uống thuốc. Trên TikTok có tên Ngâm 201188 có chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh Thượng Tọa Thích Chân Quang ngồi thuyết giảng. Nội dung đoạn video nói về công dụng của địa long, hay còn gọi là run đất. Theo đó, Thượng Tọa cho rằng nếu bị sốt siêu vi thì uống địa long một ngày là hết, nếu bị siêu vi B uống nửa năm là hết, còn nếu bị HIV thì uống 1 đến 2 năm là hết. Thầy nói thật đó, không tin về uống thử. Để các Phật tử phía dưới thật sự tin về lời nói của mình, thầy cam kết nếu ai không khỏi thì đến chùa bắt đền. Nếu ai bị HIV mà uống địa long 1 đến 2 năm mà chưa hết, nếu mà còn sống thì tới chùa Vạn Phước để bắt đền sư trụ trì ở đây. Sư sẽ chịu trách nhiệm về con HIV, chứ thầy không phải nha, thầy không chịu trách nhiệm, Thượng Tọa nói. Nhiều người sau khi xem các nội dung Thượng Tọa Thích Chân Quang nói về nguồn gốc của căn bệnh thế kỷ, phương pháp tự chữa cũng như phương thuốc điều trị căn bệnh này thì cho rằng cần trao giải Nobel y học cho thầy vì đã có những đóng góp to lớn cho ngành y học thế giới. Bên cạnh đó, nhiều người lại tỏ ra hoài nghi về tác dụng của địa long khi thầy giới thiệu về vị thuốc này, nhưng nếu không khỏi lại bắt đền một vị sư khác, còn thầy không chịu trách nhiệm.